Hiệu với bà con đây là bệnh cho nhện đỏ trích hút bị như này, như gần như cái màu quả của hồng xiêm. Nhiều bà con thấy quả to như này, bị dám như này thì cứ hỏi là bệnh gì, nhưng mà đây là do bị nhện mà không biết cách phòng trị từ khi quả còn nhỏ. Khi như thế này lớn rồi là không thể nào mà có thuốc nào có thể tẩy cái mã trở lại màu xanh được, mà quả sẽ rất là khó phát triển, nó không to, nó cứ bị đứng quả, và hai nữa là vỏ xấu không bán được. Bà con lưu ý là bệnh này phải phòng trừ ngay nhện đỏ từ tháng 11, 12 âm lịch khi chưa ra hoa đậu quả, và tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4 và đầu tháng 5 âm lịch mới hết quá trình phát triển của nhện đỏ. Thì bà con phun quan trọng nhất là vào tháng 11 và 12 phun phòng, bởi vì lúc đó nhện đỏ bố mẹ phát triển rất là nhiều, đang chuẩn bị sinh sản, nên là khi chúng ta phun thuốc là sẽ diệt được ngay từ mầm bệnh nhỏ đầu tiên phát triển. Bà con lưu ý, còn bị như này rồi là không có thuốc nào để điều trị được nữa, bởi vì không làm cho khôi phục được cái màu xanh của quả. Đấy, thì quan trọng nhất là nhện anh phòng được thì nó được cái mã đẹp. Đấy, còn đây là anh biết cái vườn nhà anh là mưa không bao giờ đọng nước nhá. Nhưng cái vườn nhà anh nó rộng bao la bát ngát như này, nó phẳng như này, anh bắt buộc phải có rãnh, hai hàng bưởi để một cái rãnh của anh nó sâu khoảng 25-30 cm và rộng 4-50 cm. Đấy là cái rãnh nó chỉ cần nông thế, bởi vì sau này mưa là nó đến mùa mưa rào ấy, nó còn xối nước xuống là nó sẽ nấp đất dần, thì một năm mình lại phải làm dần. Nhưng mình đào rãnh thì nó vào thời gian thứ nhất là đào rãnh vào tháng 11 sau khi thu hoạch cắt tỉa cành, đào rãnh. Hai là lúc đấy mà không đào được thì phải tiến hành đào khi vào tháng 4, tháng 5 này, quả nó đã ổn định to như này thì đào được, thì nó không ảnh hưởng đến quả nhiều. Còn nếu mà đang đào lúc quả nó đang bắt đầu ra hoa đậu quả non ấy là nó ảnh hưởng, lúc đấy cắt tỉa không được cắt tỉa, mà đào rãnh không được đào rãnh. Lúc đấy chỉ để chăm sóc cho sạch bệnh nấm và sâu vẽ bùa nhện đỏ cho cây. Còn bây giờ thì chúng ta có thể là cắt tỉa nọc hè, hoặc là cành khô, hoặc là đào rãnh được, vì đây là bắt đầu sang tháng 5 âm lịch. Đúng rồi, cái cành đấy là cành chồi thì mình sẽ bỏ. Nhưng mà cái cây như thế liệu đã nó dày chưa? Cây này thì là dày, nhưng mà anh không thể nào thay đổi được. Ngày xưa là trồng đa phần là từ 3,5 m, 4 m một cây. Là dày, quá dày. Nhưng mà bây giờ thì không thể nào mà đánh chuyển một cây, cách cây đánh một cây, hoặc là cách hai hàng đánh bỏ một hàng ở giữa thì chịu, không làm được rồi. Cho nên bọn anh phải làm thế nào khi trồng, là bây giờ trồng cũ rồi mình phải theo thôi, còn trồng mới là phải trồng thưa ra đúng quy cách. Là bao nhiêu bây giờ? Bây giờ trồng nếu bưởi là bưởi diễn là phải trồng từ 5m x 5m, hoặc là nếu đất pha xét thì trồng có thể là 5m x 4m được, không dưới được cái khoảng cách đấy. Còn bưởi đường chín sớm là trồng từ 5m x 6m một cây, bưởi quế dương trồng từ 6m x 7m một cây. Đấy là tùy theo cái giống bưởi to nhỏ đấy. Nhưng những cây này mà làm theo kỹ thuật của em, anh cứ giữ sạch bệnh, đào rãnh. Sang năm anh bón, năm nay là anh bón tốt cây, năm dinh dưỡng tốt, xong thì sang năm phòng trừ sâu bệnh tốt, anh vẫn có thể làm được vườn bưởi này tiền tỷ, chứ không phải ít. Giờ anh tính là hơn 200 cây bưởi như này ở nhà anh, bằng cái cây bưởi lúc nãy bên chú giản là có 3 sào, nhưng chú ấy còn chưa đến 70 cây. Anh vào xem thực tế mà đã được hơn 200 triệu một năm, mà có 3 sào mà hơn anh hẳn hơn 200 cây bưởi. Đấy. Thì anh thấy là mình cái lợi thế của mình là rất lớn, nhưng mình chưa biết khai thác, đúng không? Mình chưa biết khai thác. Chưa khai thác được mà chưa biết cách khai thác. Chưa biết cách. Đấy. Thế nên là hôm nay em có mặt ở đây này, em tư vấn cho anh. Chú lên, chú xem cho bọn anh xem thế nào. Nên em bảo rồi, riêng cái vườn của bọn anh đây nếu mà làm tốt, bọn anh có thể làm một năm có thể là 600-700 triệu được. Thì 600-700 triệu mà anh đầu tư riêng về cho phân bón, túi bao trái, thuốc sâu các thứ của anh, thì anh cũng chỉ mất cùng lắm là anh mất đến hơn 100 triệu cả tiền công. Thế nhưng anh lại thu được rất nhiều. Nhưng em đố anh mà làm chăn nuôi mà anh còn phập phù hơn. Nhưng bưởi là yên tâm luôn, nếu anh làm trước nữa bỏ vào hơn 100 triệu. Ừ, thì anh cả thu này. Thì tất cả em tính gộp cho anh tiền công đấy. Vì anh có thể làm tất thì anh sẽ giảm giá thành, còn anh không làm được anh phải thuê thì nó phải tăng giá thành lên, đúng không? Thuê. Đấy. Thì phải tính thuê đấy. Mà năm ngoái nó bao, tôi thách bao đổi nhiều vô kể. Nó nhìn khiếp, đúng không? Đến lúc mà thu hoạch nó vàng khè tất ở dưới gốc, đúng không? Nhìn được thế nào? Đấy. Cái này phải tính hàng vạn đấy chị.
Riêng cái này nếu mà sai những cái vườn của chú Chuông lúc nãy thì anh tưởng tượng thì nhìn nó khiêng hai vạn quả không thể hết được. Nói chung là cái bưởi lá dài là không ăn thua đúng không? Bưởi lá dài là anh không ăn thua vì giống đấy không ngon, nhưng phải cứ phải bưởi diễn như này. Tốt nhất là phải ghép này. Chuyển bỏ sang bưởi diễn tất anh ạ. Anh mà cứ bưởi diễn xịn này, anh làm đúng theo quy trình của em ra chất lượng. Chủ yếu bưởi diễn ngon hay không là do mình chăm sóc bón cani, đúng hãng cani nào và đúng liều lượng và thời gian bón. Đấy là số anh trồng sau đi. Trồng sau anh không biết nên là anh cũng mua. Không mấy cái năm mấy cây bưởi lá dai nó lại năng suất. Nó năng suất. Loại đấy thì ít mất mùa luôn. Nó sâu bệnh không mất mùa, thế là cứ thế là nhờ ra cây to kia. Năm nào cũng bán được 4 triệu. Ừ. Mấy cái năm trước ấy. Nhưng giờ thì anh thấy là anh bán khó chưa? Giờ thì bán cây vẫn cũng được. Số lượng là nhiều quá. Cái cành này thì bỏ đi chị. Cái cành này thì bỏ thôi, cành này ở dưới này thì cắt bỏ sát nuôi gốc. Nó vướng sau này mình ở đây nó không đủ ánh sáng, nó không ra quả mà nó có cành đâu mà có quả nữa. Đấy, còn những cái cành này bắt giờ tỉa cành khô các thứ là tầm này anh tỉa được. Đấy.